Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Bạn nam. Em tên là Trần Minh Hải, năm nay 31 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty Vidan. Bạn nữ. Em tên là Lê Thị Hoàng Anh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang học văn bằng 2 sư phạm toán của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà. Dạy kèm lớp mấy? Hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3. Toán hả? Dạ, toán lý ạ. Mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Em thì chắc là cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì hậu đậu trong việc bếm nút. Dạ. Thứ hai nữa là thường xuyên là lười, lâu lâu mới là xuyên đột xuất và tính là hay quên. Mình lười là mình lười cái gì? Lười trong cái việc gì? Hay tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, ví dụ như là dọn dẹp á, mẹ kêu là dọn thì em nói là thôi để lát nữa con làm chứ không có chịu làm liền. Nhưng mà lâu lâu thì xuyên đột xuất lên thì lo hết tất cả ra, dọn hết tất cả nguyên nhà. Rồi. Điểm mạnh của em thì em biết ham học hỏi, biết lắng nghe. Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là vì không có gấu nên là sếp định dạy kín mít. Mà vì sếp định dạy kín mít cho nên không có gấu. Hai mươi mấy năm chưa một mối tình nào hết, từ thời đi học tới giờ luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Ngày xưa đi học á, thì gia đình ngăn cấm chuyện yêu sớm. Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi á, muốn em có bạn trai thì xung quanh em cái môi trường á, lại không có được đối tượng phù hợp. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7, là một người không có tính gia trưởng, vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Giống như anh Quyền Linh thì em rất là thích à. Dạ. Chị cũng thích ảnh nữa. Dạ. Quan điểm của em bên đó vậy, em có thấy em đáp ứng được như... Em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh. Được hết luôn hả? Phải không? Bạn em cao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Ồ, dư được một chút. Có gia trưởng không? Dạ không anh. Lý do tại sao ế? Em thì cũng đi rất là mát tay, không biết làm sao á. Quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng. Yêu cầu của em thế nào? Bạn nữ thì phải biết chăm lo cho gia đình, tính trên nhường dưới là được rồi. Về ngoại hình? Thì cái ngoại hình thì cũng thì bạn đó ốm. Tại vì em thích mấy bạn nữ mà mặc áo dài. Ốm thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp. Mà mập mạp mới có sức khỏe chứ bạn, về còn sanh con đẻ cái nữa, ốm quá sao có sức. Không chị, cái đó về đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên. Chi vậy, ta bồi bổ sẵn ngày mình rút về em sướng hơn không? Nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bổ dài đẹp của bạn rồi. Tại vì mình không có cần đẹp. Không cần đẹp luôn. Dạ, thì cái đó vậy. Chỉ cần ốm thôi. Dạ. Ông này lạ lùng vậy. Tại vì nếu đẹp thì về đem làm cho đẹp được. Về cũng có thể ăn kiêng hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn. Nếu mà ốm thì mặc áo dài, còn mập mập múp múp thì mình mặc cái khác. Mặc cái khác là mặc cái gì? Mặc đầm đồ đó. Nhưng mà vẫn thích áo dài hơn đúng không? Dạ. Đó là yêu cầu rồi. Sở trường mình có gì? Em nấu ăn được, em chơi thể thao được. Chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ cũng chuẩn bị chút chút. Cưới thì giờ ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh là ở? Dạ. Tây Ninh. Dạ để ở thành phố. Nếu như sau này em công tác ở với em Bình Dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha? Thì anh đi sẽ đưa rước thôi. Đưa rước mỗi ngày anh cần lắm á. Tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được. Dạ, nếu như bạn nữ đi có đi công tác ở với Bình Dương đi thì mình dọn đi ra Thủ Đức để mình sống. Cho nó gần đúng không? Đi cho gần. Đi đấy mình tiện, mình đưa rước cho mỗi ngày là được. Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa rước bạn gái luôn. Tại vì cái khu ở ngoài đi cũng nguy hiểm đi, nếu như bạn gái đi một mình đi thì cũng đi mình không an tâm. Đúng rồi, để cho xa đó. Dạ chào chị. Bạn trai có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Vì thứ nhất là em rất là cứng đầu. Ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi, em làm chừng 3 lần đi, nếu đi không được thì em tự động em bỏ. Đi nếu như được có người xen vô nói trời ơi mày làm cái đó thì không được đâu, tao biết chắc mà, thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi. Lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sau 3 mối tình hả? Tại vì đi lúc trước á, đi là đi mình còn nhỏ đi, mình đi chưa có cái gì trong tay hết. Đi cái công việc thì không có ổn định. Tại vì đi mỗi lần đi mình cưới đi người ta về đi thì đâu phải đi mình nói chuyện tôi cưới đi người đó về đi là thôi đâu.
Thì cái cho nên thì mình phải chuẩn bị từ trước, tới khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới. Bây giờ chuẩn chưa? Bây giờ chuẩn chưa? Dạ thì cũng chuẩn rồi chị. Chuẩn khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ thì cũng 60%. 60%. Giờ lấy vợ về mình ở đâu? Dạ ở thành phố. Thành phố là ở chỗ nào? Tùy theo địa bàn đó đi công tác ở đâu. Là ở đâu mình thuê nhà ở đó. Dạ. Nếu như mình ở luôn ở với An được không bạn ha? Vì nhà mình á thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình, là khi mà dựng vợ gả chồng á thì sẽ xây nhà ở đó, để cũng gần gũi bên gia đình. Nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý bạn không? Đi nếu như bạn muốn định cư dưới Bình Dương thì mình đi cũng đi không thành vấn đề, tại vì đi từ Bình Dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa. Bạn có đất rồi, giờ mình có đất rồi sướng muốn chết. Của hồi môn mà anh thấy bên đây cũng tính toán rất là kỹ. Mình xem mặt bên kia đàn gái coi sao nha. Dạ. Bên đây tính kỹ lắm. Dạ, chào em. Tính kỹ tới mức mà mình cưới người đó về phải lo đầy đủ, rồi có con cái kia nữa, rất chín chắn. Dạ. Em có yêu cầu cần anh làm gì cho em không? Em thì chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em, san sẻ em trong cái công việc quán xuyến gia đình. Với lại tính em thì không có quyết đoán, nếu như mà ảnh quyết đoán được thì giúp em, hỗ trợ em thì rất là vui. Hả? Dạ. Cái này dễ mà. Được. Thôi tưởng gì chứ quyết đoán hay lắm. Có gì em xử lý luôn ha. Em ra quyết định luôn. Vợ giao mình quyết định mừng lắm. Tôi không quyết định được, vợ tôi quyết định hết luôn. Mình khi nó khổ vậy đó. Hôm nay em đi có người thân nào đi theo ủng hộ em không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Bây giờ theo kinh nghiệm của cô, người lớn tuổi á, cô nhìn coi. Qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì cô cũng thấy con thật thà, thiệt tình. Nhưng mà đối với Hoàng Anh á thì có nhiều khuyết điểm. Cô cũng mong con với Hoàng Anh là quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á thì tiến tới, còn không á thì mình làm bạn. Thì thôi cô cũng cảm ơn. Cô thấy con để tương lai mình được không cô? Bây giờ thì cô khó nhận xét lắm, phải quen rồi cô phải biết chứ, còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào, đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được. Nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái, con cô thì nó rất là ngoan, thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng có nghĩa là đàng hoàng. Đó là nỗi lòng, là tâm sự của người mẹ. Dạ. Cũng lo lắng cho con gái của mình ha. Dạ. Mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không? Dạ, thì nếu như đi mà cái cô nói vậy á thì chắc con đáp ứng được 60-70% gì đó. 30% còn lại sao? Đi là mình tích lũy từ từ. Tích lũy từ từ đúng không? Dạ. Cảm ơn cô. Bạn trai ơi, mình hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, đi người thân đi của em đi lên đây thì không có được chị ơi. Thấy ổn rồi đó. Thôi bây giờ hai trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Dạ chào bạn, chào anh. Chào em. Bạn gái rất là xúc động đấy. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Hoàng Anh đã khóc đấy. Em hết rung chưa? Dạ em thì không có rung, chỉ là em hơi xúc động chút xíu. Dạ. Em xúc động thì là đi mẹ em nói hay là làm sao? Dạ em khi em thì rất là thương mẹ, bởi vì gia đình đã lo cho em rất là nhiều. Nên là em không bị cả, em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy địa bàn này thì em cũng đi rất là thích. Dạ em cảm ơn. Em thích về gì? Em thích cái răng của địa bàn đó. Thích cái gì? Cái răng. Em thì tính em hơi rụt rè, nhưng mà nếu mà quen thân với em thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố, hơi tương tự. Mình nói rụt rè ở đây cũng rung nữa, đây nói ít hơn nữa. Thôi hát bài tỏ tình đi bạn. Hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi. Thì bây giờ anh thì bây giờ em xin hát bài Buồn Con Sáu Sậu nha. Dạ. Bài ý nghĩa quá hả? Thì tại vì em chỉ thuộc lại cái bài đó thôi. Rồi. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm. Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng. Rằng sèn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Họ ơi câu hát xưa ân tình, trắng tròn đẹp đôi,
chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ, xin nhắn lời cho nhau dơi, nhớ mong đêm ngày. Tiếng chim kêu đâu đó, nói xa hơn nói gần. Mỗi mai anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? À, cái bài nó có ý nghĩa. Em tưởng cái gì mà buồn chia tay chứ giờ là thì ra cái cô cứu vô được. Con sáo sổ lòng bay xa chứ. Trời ơi, được được. Thôi, bạn nam tình cảm nhau một vài câu nữa nhưng nó ngọt ngào để đâu. Gọi là chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi. Thì nếu như anh là để mối tình đầu được của em thì anh thì cũng sẽ là để mối tình cuối của em. Chúng ta sẽ đến cái phần hết sức là quan trọng. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau cái đi bạn, mình cảm nhận. Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên của bạn. Đầu tiên nha. Bạn cảm giác thế nào? Em thì chắc là đang run nên không có cảm nhận được nhiều nhiều mà. Bàn tay bạn ấm mà. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi mong rằng các bạn sẽ báo tin cho Quỳnh Linh và Cát Tường thật sớm. Hạnh phúc đang trong tầm tay chúng ta. Đừng để nó trôi đi nhé. Dạ, em cảm ơn mẹ Linh. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị Cát Tường. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Mời các bạn. Em bên là được 5 năm. Wow, thời gian rất dài đúng không chị? Dạ, em cũng có một mối tình 7 năm mà. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả? Mời bạn nam. Dạ chào ông Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý khán giả. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Nghề nghiệp ở em đâu? Em tên là Nguyễn Xuân Nữ Hòa Ca. Hôm nay 23 tuổi. Nghề nghiệp em là nhân viên thu ngân của tiệm vàng. Thu mua tiệm vàng hả? Thu ngân. À, thu ngân hả? Tức đâu thu mua tiệm vàng em dữ vậy? Em quê ở đâu ca? Dạ, em quê ở Vĩnh Long. Thôi vậy hả? Cùng quê với chị. Dạ. Tên lạ nha, Sơn Nữ Phà Ca hả? Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca. Dạ. Tên sao hay quá quen, quen. Hình như tên nghe xấu lắm anh Linh. Không, tên đẹp. Nhưng mà trong tôi nhớ rằng trong một cái tù cải lương nào đó hay một bộ phim nào đó. Dạ đúng rồi, do bà nội em rất là thích xem cải lương. À, thành ra là đặt là Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca đó đúng không? Dạ. À, tên lạ quá ha. Rồi, bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Hoài Thanh, quê em ở Tây Ninh, hiện tại em đang là một đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em 25 tuổi. Làm đầu bếp chính chưa? Bếp Việt á thì em có làm chính rồi, nhưng mà còn bếp Nhật thì em đang học và bếp. Em chỉ là phụ thôi. À, bạn nữ thích nấu ăn không? Dạ có ạ. Nấu ăn ngon không? Không được ngon lắm. Không sao, yên tâm. Có bạn trai làm đầu bếp thích không? Thích nghề đầu bếp không? Dạ em rất thích đầu và làm nghề đầu bếp. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một. Em quen là được 5 năm. Wow. Thời gian rất dài đúng không chị? Mình chia tay bao lâu rồi? Chia tay nhau khoảng cũng 5 rưỡi vậy chị. Lý do tại sao vậy bạn? Em cảm thấy anh không thật lòng. Có nghĩa là anh ta bay bướm mà. Dạ, quen rồi. Bạn rồi còn có dòm ngó người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Dạ. Em giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, chơi thể thao, thích nấu ăn, thích tìm tòi học hỏi những cái mình cần biết, thích shopping. Thích shopping rồi. Bạn nữ nào cũng thích shopping hết trơn á. Rồi còn khuyết điểm? Tính em hơi nóng, hay giận hờn, nhưng mà rất là mau quên. Nóng dữ không em? Cũng nóng nhưng mà vừa phải chứ không dữ lắm. Đừng có nóng quá nha, phụ nữ nóng đó. Quá hư bột hơi đường hết. Bạn gái là chia sẻ rồi một mối tình tới 5 năm. Thế bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một mối tình 7 năm mà. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ tại vì lý do yêu xa với lại là có nhiều cái khúc mắc trong đó mà không chịu mà thông cảm cho nhau. Ví dụ một vài cái cụ thể mà không giải quyết được. Hôm đó em đi làm về thì nhân cái dịp đó là lễ Halloween, đường rất là kẹt xe,
Thì cô ấy ở quê có điện lên cho em. Kẹt xe quá, em không thể nào bắt máy được. Đoạn ít xe rồi á, em bắt máy. Xe qua lại ồn ào, cái bắt đầu là cô ấy nói em là đi chơi. Có những lời rất là khó nghe. Rồi sau đó em cúp máy để ráng chạy được về tới nhà để mình điện thoại lại mình giải thích. Nhưng mà điện thoại lại thì không chịu thông cảm cho nhau, không chịu lắng nghe lời giải thích. Em cũng có suy nghĩ là trong 2 tháng mình không liên lạc với nhau để xem hai người có cùng chung một cái hướng đi nữa hay không. Và cuối cùng 2 tháng thử thách đã qua thì đường em đi. Ủa vậy là đứt luôn đó, hả bạn? Dạ. Trong 2 tháng đó thì em cố tình là chờ đến cái ngày sinh nhật của cô ấy thì em có mua một bó hoa mình tặng cho cô ấy rồi mình năn nỉ. À, lúc mà tặng hoa cô ấy nói sao? Khóc thôi. Sau đó rồi em đi, cô ấy nhắn tin là em đi lấy chồng, anh đừng có buồn và hãy cố gắng mà sống nhàn. Từ cái tin nhắn đó là hình như là khoảng 1 tháng rồi là ngày nào cũng chạy về cả để năn nỉ. Nói chung là níu kéo em chạy về đúng không? Dạ. Làm xong là khoảng 10 giờ tối là em chạy về tới rảnh 12 giờ sáng. Lúc nào về thì em cũng tặng cô ấy một cái bó hoa hồng mà bằng cũ do chính tay em đẻ. 6 tháng ngắn sau thì cô ấy lập gia đình. Cũng có thể là em ít quan tâm chút xíu nhưng mà cuối cùng là em đã cố gắng để níu kéo. Đây là một chàng trai tôi nghĩ rằng cũng có tính chung thủy đấy ha. Phà ca, thế bây giờ em muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Chung thủy, biết lo lắng cho gia đình, chăm lo, chia sẻ những lúc em buồn, có cái chí hướng cầu tiến. Bạn nam thấy sao? Bạn ấy nói là cần một người có thể cầu tiến. Em có cùng một cuộc sống nói chung là tự lập từ nhỏ. Và cái vấn đề cầu tiến của em cũng rất là cao. Quan trọng cũng không phải là do em mà do bạn gái có chấp nhận và đồng hành cùng em đi cái cầu tiến đó không? Đúng rồi. Ví dụ lập gia đình thì mình sẽ sinh sống ở đâu bạn? Định hướng là em sẽ về quê, mở cái quán nhỏ nhỏ là sống chung với ba mẹ. Mình có ngại về quê của bạn trai để làm dâu không? Nếu yêu nhau thì em chấp nhận. Vậy là tốt rồi. Bạn trai không thích những cái gì ở bạn gái? Tức là nước da ngâm nè, miệng thì miệng hô. Tại vì da ngâm thì em có sẵn, hô thì em cũng đã hô rồi. Làm sao tự nhiên bạn đen được, bạn không chịu người ta đen là sao? Dạ tại vì quen một người bạn gái da trắng sau này nó sẽ có con á chị. Nó sẽ lai lai ra bớt. Không cần là yêu thương nhau thôi chứ. Đặt trường hợp mà nếu bạn ấy mà da ngâm nhưng mà được cái là tính tình bạn ấy tốt thì ok. Mình phải nói như vậy. Quan trọng tính tình tốt thôi. Rồi mình nói những cái ưu khuyết điểm của mình cho bạn gái kia nghe đi. Em thích nấu ăn, những lúc buồn thì em thích là thổi hoa hay gì đó. Và thích thấy rồi. Và em có một điều đặc biệt là những lúc mà em buồn shopping hay gì đó là lựa đồ cho bạn gái. Là lúc đó shopping lắm. Lúc đó là em vui lên. Bạn gái nè là vui nè. Tè bỉ đẹp. Tè bỉ đó. Này là em làm đó hả? Dạ em tè chị. Chị quá xuất sắc. Tài giỏi là thấy rồi đó. Nhưng mà có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nóng tính, xung đột, nhưng mà phải cẩn trọng trước cái sự nóng tính của mình. Nếu mà cảm thấy mà mình thắng thì mình làm tới, còn nếu mà thấy thua thôi mình lui. Bây giờ bạn thật sự cần một điều gì ở người phụ nữ? Anh chị cũng biết thì em làm trong bếp. Là trong cái môi trường nóng, nó nhiều cái sự cố mà không muốn xảy ra. Thì em về nhà em muốn có một người cũng như là một cái máy điều hòa vậy á. So dẹo đi những cái mà nóng nảy trong người đó. Vậy lấy vợ chứ tao mua máy điều hòa được rồi. Không, cái máy điều hòa nhiều khi nó chỉ làm mát ở ngoài da thôi anh. Chứ nó đâu là mát trong lòng được đâu. Chị nói là tìm người vợ nhẹ nhàng, dịu dàng đúng không? Chia sẻ với mình những cái nhọc nhằn trong công việc. Như vậy là hợp lý. Rất là chuẩn. Được lắm em. Mặt chịu mày dễ thương, duyên dáng. Nhưng mà em đen quá. Coi đàn gái thì sao nha. Nhập đàn trai ok. Chào em. Dễ thương quá. Nhưng mà em hơi đen. Cũng lo có hơi đen. Không có đen mấy đâu. Nhưng bộ đảm anh kia anh gặp anh chịu quá. Anh bên kia hiền, hơi nóng chút xíu không? Có làm dịu mát những cái cơn nóng nực của anh không? Bên đây nãy cũng em nóng. Em đôi lúc là em cũng nóng. Chết. Nhưng mà nói chứ không gian của anh làm nó nóng bức lắm em. Tự em vào bếp chút xíu đi. Lửa nó phật phật. Ừ, đó là cái bệnh rồi. Nghề nghiệp mà. Còn lúc nào ông về ông đang ngủ, ông nằm ngủ trưa rồi đó, ông nóng thì là mình nóng lại. Được không? Được. Dễ hôm nay có ai đi cùng với mình không? Dạ có, anh đi với Thím em. Chào anh Quỳnh Linh, chào Cốc Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào Thím ạ. Sao Thím thấy sao Thím? Cậu này cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền. Nhưng mà có điều hơi băn khoăn chút là tính tình hơi nóng. Phà ca tính tình nó cũng hơi nóng đó. Cái vấn đề mà nóng tính thì em cứ yên tâm. Mặc dù con nóng nhưng mà con biết nhịn lắm. Tính tình nó cũng hơi thẳng thắn. Có cái gì nếu như sai nó thẳng thắn nó nói đại à. Dạ con thích ở ngay chỗ thẳng thắn đó. Nếu mà cảm thấy con sai chỗ nào thì cứ nói.
Chứ mà đừng có mà thấy mình sai rồi ngậm 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 mặt hầm 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 mà hỏi không nói là cái đó làm con tức dữ lắm, tức luôn. Cảm ơn Thiến. Mình có đi với ai không? Dạ chị họ. Chị họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Chào chị ạ. Thì bé này thấy nó cũng dễ thương, trắng thì nó cũng hơi hơi chứ không đến nỗi nào trắng lắm. Không đến nỗi nào đen lắm. Cũng vừa hợp với cái tướng với cái tính đó. Còn thằng em thì nó hơi nóng tính với nó cọc tính lắm. Bù lại thì nó có dùng từ là nó dạy gái lắm. Dạy gái là sao? Có hiếu với gái á. Trời ơi trời. Giống như nãy kể chuyện tình á, là chị em kêu qua nhà chơi thì nó ít khi qua lắm. Mà kêu về dưới mà nửa đêm nó cũng chạy về dưới. Thôi cảm ơn hai họ ha. Bây giờ mình sẽ gặp gỡ nhau. Rồi kéo màn lên. Dạ, có quà tặng em. Dạ. Em cũng thích món quà tự tay người khác làm để tặng cho em hơn. À, sao? Cảm giác đầu tiên có trắng không bạn, có đen không bạn? Không, nói chung là trắng hơn em là được. Anh có gì nhận xét gì em? Nghe giọng nói của em dễ thương thì anh thích rồi. Nhưng mà khi mà được nhìn thấy em thì anh còn thích hơn nữa. Anh sẽ có hiếu với em. Nhưng mà những lúc nóng tính anh có thể nhường em được không? Đó, mỗi khi mà em nóng á thì anh có thể là anh bỏ đi chỗ khác. Và khi nào bình tĩnh á thì mình nói chuyện lại. Không biết tâm lý em sao chứ thường chị thấy ví dụ như mà cái lộn á, đang cái lộn mà một người bỏ đi á là chuyện nóng thêm nữa. Em sao, em thấy sao? Nói chung là em không thích là phải bỏ đi, nhưng mà phải giải thích cho mình hiểu nhau hơn. Chứ bỏ đi vậy em càng tức hơn. Nhiều khi người ta bỏ đi cho nó hết cơn nóng đó thì sao? Nhưng mà em thì em lại cần lời giải thích nhiều hơn. Một điều mà nãy tôi thấy bạn trai nói là bạn về quê lập nghiệp. Bạn gái có đồng ý về quê mở một cái quán nho nhỏ, có một cửa hàng nho nhỏ nào đó không? Làm thì em thích làm để kiếm một số vốn nào đó. Rồi cũng phải về quê để sinh sống. Em thích cuộc sống ở quê hơn. Bây giờ trong giai đoạn mình hẹn hò thì mình sẽ hẹn hò như thế nào? Chung là công việc của em thì thời gian nó hơi nhiều. Rồi anh có thể chấp nhận được hay không? À, công việc của anh thì nói chung thì nó cũng như vậy. Nhưng mà trừ khi là mình không muốn thôi. Nhưng mà nếu mình muốn thì bất cứ giá nào là mình cũng sẽ gặp mặt nhau. Chính xác. Nhiều khi chủ em cũng rất là khó. Không, thì thí dụ như là em làm thường thường thì mấy giờ em về? Hết ca là khoảng 10 giờ em mới hết ca. Thì giả sử như là hôm đó thì anh sẽ chạy qua bên tới anh em là cho dù tiếng hồ đi. Là 11 giờ thì ra mình gặp nhau, mình uống nước hay gì đó. Như là 50 phút, nửa tiếng gì đó rồi mình vô. Nói chung mình có gặp mặt là mừng rồi. Đúng rồi, à, người ta rất chịu khó. Một câu gì nữa, tỏ tình với nhau. Thật sự thì nếu mà em là bạn gái của anh thì những lúc em buồn mà anh chỉ xin em một điều á, thì em hãy chia sẻ những cái nỗi buồn đó quá của em sang cho anh. Còn nếu mà em làm vợ anh á, anh không thể mà cho em chạy xe đẹp hay là mặc sang được. Nhưng mà hứa sẽ là cho em hạnh phúc suốt cuộc đời. Em cũng mong muốn rằng là những lời anh nói là tận đáy lòng anh thốt ra. Và bây giờ quan trọng là bấm nút. Đây là giờ phút hết sức thiêng liêng. Và chúng ta nhớ mãi giây phút này. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi có thấy trong ánh mắt của bạn trai những cái sự chân thành, tận đáy lòng bạn ấy đấy. Nào hãy nắm tay nhau và cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt. Cảm giác thế nào? Mềm bàn tay em. Tại những chiếc vé xem phim sẽ giúp các bạn có nhiều thời gian để bên nhau, gửi trò chuyện với nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim bạn. Đổi cái tính chất của em đi. Em không có được cái tự do của em. Ví dụ như là người đó thích em mặc cái gì đó là cứ theo cái ý thích của anh thôi. Dạ thất bại thì cũng có rồi, nhưng mà theo như em được sau những cái thất bại đó thì nó sẽ cho em tự thành hơn. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, bởi vì chàng trai trong buổi hẹn hò ngày hôm nay đã đang rất là sốt ruột rồi. Đúng vậy không em? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em đợi nha. Dạ. 30 giây nữa thôi Tường sẽ đưa người bạn gái hẹn hò với em ngày hôm nay vào. Dạ. Nha. Dạ dạ em cảm ơn chị. Đâu em vô cái. Bước lên cái này. Rồi, tới rồi. Ngồi vô ghế đi. Rồi xây vô, xây chân vô bằng. Bây giờ thì cô gái của chúng ta đã xuất hiện rồi. Hai bạn được quyền mở mặt nạ ra. Hello cưng. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn gái ở bên kia. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Dương Quốc Hữu. Năm nay em 36 tuổi, tên là tại Huế.
Hiện tại thì em đang sinh sống tại Đắk Lắk. Hữu đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm công việc tự do, chăm sóc cà phê và hồ tiêu. Đang trồng hay sao? Dạ. Trồng và thu hoạch hay sao? Dạ, bây giờ trồng toàn bộ thu hoạch và từ mình sản xuất ra luôn ạ. À, sản xuất luôn. Dạ. Thu về rồi mình làm các sản phẩm rồi mình nhập lại đại lý thôi. Vườn rộng không? Được bao nhiêu? Dạ, vườn của em được hơn 2 ha chị. Em biết 2 hectare là rộng bao nhiêu không? 2.000 mét. 2.000 mét hả? Dạ, 20.000 mét. 20.000 mét. Nhiều hơn 20.000 mét. 20.000 mét. Có thấy cái vườn cà phê lần nào chưa? Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình cho anh Hữu bên này nghe ha. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hữu và em chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa. Em là Lê Uyên Thanh Nhà, năm nay em 34 tuổi, hiện tại là em là hiệu trưởng của trường mầm non Tư Thục. Hiệu trưởng trường mầm non? Trời ơi, ghê chị. Dạ, Tư Thục thôi chị. À, mầm non Tư Thục. Trường mình lớn không? Dạ, cũng nhỏ nhỏ. Ráng ráng đi ha. Yeah. Người 36, người 34 là tuổi này cũng phải nhanh lẹ đẻ mới kịp nha. Yeah. Đẻ xong rồi gửi vô trường Tư Thục bên đây luôn ha. Yeah. Rồi bây giờ là em đang sống ở đâu? Dạ em đang ở quận 10, nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh. À mình đang sống với ai? Dạ em sống với lại gia đình lớn của em. Đây điểm mạnh điểm yếu của Hữu trong công việc là gì? Thì em là một người luôn luôn là phấn đấu, cố gắng, sống rất là tình cảm, để quan tâm đến gia đình. Nhà mình đông anh chị em không? Dạ nhà em có 8 anh chị em nhưng mà tất cả thì có gia đình riêng và cuộc sống riêng, là chị mình em là con trai út. Bố mẹ vẫn khỏe? Dạ bố mẹ em thì 70 tuổi rồi đâu có làm được nữa. Bây giờ em làm cho bố mẹ thì bây giờ em làm thôi. Dạ, tất cả những công việc ngoài đồng thì em làm hết, nhưng mà đó chủ yếu là em cố gắng để làm công việc bố mẹ thôi, chứ còn em có định hướng là nếu mà sau này em lập gia đình thì em cũng kinh doanh gì đó. Mình có tính trước là cái gì chưa? Em đam mê về cái gì chưa? Gia đình em thì đất cũng nhiều, ở nhà mình ở thì mặt tiền nó cũng rộng, nó nằm trên đường lộ nữa. Thì em cũng dự định là nếu mà lập gia đình thì tìm công việc để cho vừa buôn bán phụ thêm, rồi em cũng vừa làm bên cho bố mẹ là cũng buôn bán bên này vậy á. Rồi những khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm của em thì em có chút hơi nóng tính và cũng có nhiều lúc cũng hơi vội vàng, chưa biết đó là nó sẽ thành công hay là thất bại, nhưng mà em đã quyết định làm, em phải làm cho bằng được. Hơi vội vàng trong những cái quyết định. Dạ. Và đã từng có thất bại chưa? Dạ thất bại thì cũng có rồi, nhưng mà theo như em thì sau những cái thất bại đó thì nó sẽ cho em trưởng thành hơn và em sẽ cố gắng rút ra kinh nghiệm được nhiều hơn. Rồi thất bại là mẹ của thành công ha. Dạ. Rồi còn thấy nhà thì sao, em có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Em thích nấu ăn, em có hay quay những cái clip nấu ăn của em lại. Em cũng có thể em thích là sau này có bạn cùng với em á, không có sở thích có thể là em quay phim hay là gì đó, em đi ăn hay em chụp hình gì đó, thì đừng có la em cái vụ là hay cúng Facebook hay cúng gì, thật sự ra em chỉ là lưu lại cho em thôi. Không sao đâu, chị kêu ảnh là phải hỗ trợ em, ví dụ em ngồi ăn thì ảnh lấy máy anh quay giùm cho em. Dạ. Có người quay cho mình đẹp hơn mình tự quay. Dạ. Đúng không? Dạ, được không em? Dạ được ạ. Chụp hình cho cổ, quay phim giùm cho cổ được không? Dạ được. Đó, là sở thích của em cũng em thích chụp hình lắm, cho nên hả các bạn mà cùng thích với em là phải cũng có sở thích cùng đam mê lên chụp hình, chứ nhiều khi mình chụp hình nhiều quá thấy người ta kêu hả trời suốt ngày có lo chụp hình, mà không có chụp hình thì không có lưu lại được kỷ niệm. Chụp hình là cũng đúng, nhưng mà cũng đừng có bỏ người xung quanh, tại vì đôi lúc mình đi cái đi tới đâu có mình không lo chơi, không lo ngắm cảnh, không lo tâm sự, không lo trò chuyện, mình cứ suốt ngày mình có lo chụp hình với check in Facebook không. Em làm thì nhanh lắm chị. Nhanh thì được, giống như chị Tường cũng vậy. Yeah. Đi du lịch tới đi tới nơi nào đó là nhiệm vụ trước tiên là phải chụp quay lại cái xong rồi, nhưng mình cũng phải dành thời gian để mình trải nghiệm cái nơi mà mình đến. Chứ nếu mình cứ chăm vô các máy điện thoại không á thì mình sẽ không có thời gian để mình hưởng thụ những cái khoảnh khắc đó cùng với cái người yêu thương của mình. Yeah. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ cũng có, nói chung là khuyết điểm của em là em thẳng tính quá, em không có màu mè hoa lá, cho nên mấy bạn trai không có thích những bạn nữ như vậy. Nhưng thật ra là mình chưa gặp được đúng cái người cùng cái gu của mình thôi em. Yeah. Đừng có bi quan nha. Về tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em có hai mối tình chính thức. Hồi em mới lớn thì em có yêu một bạn ở gần nhà, thì mối tình đó cũng kéo dài khoảng tầm 5 năm là tiền thể hôn nhân. Nhưng mà ở quê ngày xưa thì cũng thứ nhất là cũng có quan điểm về cái tuổi tác, cái tuổi tác nó không hợp. Người ta nói nếu mà hai người đến với nhau thì về sống là không hạnh phúc. Ai coi, em đi coi hay ba mẹ em đi coi? Dạ hai đứa em cùng đi coi ạ. À hai đứa em đi coi? Dạ. Rồi không hợp là tự nhiên hai đứa chia tay luôn? Dạ về hai đứa thấy cũng buồn buồn thì em sợ, nhưng mà bạn đó nói là vì ông thầy bói ông nói nếu mà cưới về thì gia đình hạnh phúc, ví dụ mình không bị gì thì để con ra nó bị này bị kia thì thôi sợ quá cũng dừng lại luôn. Bởi vì ta nói thà không coi, cái tâm lý tự nhiên ông thầy bói ông phán chân câu gì cho gia đình. Dạ. Hai em lấy nhau tự nhiên có người chết tao dám lấy. Dạ. Đúng không? Mình không chết thì con chết, cho nên em thà mình đừng có nghe. Dạ. Chưa chắc điều đó là sự thật đâu. Dạ. Em thì cho nên là
lần sau đừng có coi nữa. Dạ bây giờ là không coi nữa, bây giờ thấy hợp là cưới luôn, không đúng. Coi nữa. Cái chuyện hạnh phúc hay không là do hai vợ chồng mình vun vén mỗi ngày chứ. Dạ. Đừng có bị phụ thuộc cái đám cưới của mình mà phụ thuộc do ông thầy bói. Dạ. Vậy mối tình thứ hai. Dạ cái mối tình thứ hai thì khi em chia tay mối tình đó thì em lại đi học bên tài xế, thì em chạy xe thì em có quen một người nữa, thì yêu được khoảng tầm một năm, thì cũng vì cách trở công việc ít khi gặp nhau nữa thì xa dần thôi, cuối cùng em chia tay. Đến bây giờ em không có tìm hiểu thêm một mối tình nào cả. Ngày đó đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ, ngay đó là năm 2012. 7 năm rồi. Dạ. Không có mối tình thật nào hết. Thật sự em cảm thấy trải qua hai cái mối tình rồi em thấy nó mệt mỏi, em cũng chưa có xác định hướng là để lập gia đình sớm nữa. Thật sự trước giờ em chưa có cái định hướng là lập gia đình. Em thì mình còn trẻ phải cố gắng làm và học hỏi. Dạ, 37 là hết trẻ rồi nha, hơn. Dạ. Nửa đời người rồi nha. Dạ. Khi mà em đăng ký cái chương trình này thì em cảm thấy mình đã đủ mạnh, đủ lớn, đủ tự tin và đã sẵn sàng để bước vào cái cuộc hôn nhân. Thì em đăng ký. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Em cũng có hai mối tình, nhưng mà mối tình của em không có kéo dài như ảnh đâu. Mối tình của em thì có khoảng từng một năm thôi, quen nhau hồi sinh viên á, mà hồi xưa là quen qua Yahoo Messenger. À. Xong rồi không có gặp mặt, mà lúc mà bạn nó đi hợp tác lao động bên Nhật á. Rồi bạn nó đi 3 năm thì hai đứa cũng viết thư qua lại. Ngày xưa là sinh viên á, ở trên ký túc xá là có gửi thư tay về, thì em rất là quý cái phần đó. Nói chung là cái kỷ niệm rất là đẹp, thơ mộng lắm. Khi mà anh ấy quay về thì trời ơi, nói chung là mình theo dệt lên 10 thì mình vỡ mộng một cái. Có nghĩa là suốt 3 năm anh nó đi thì vẫn liên lạc. Dạ. Nhưng mà khi anh nó về lại Việt Nam thì vỡ mộng. Dạ, tại vì gặp nhau thì mới biết là bạn này tính rất là trẻ con, nó làm cái gì thì cũng ghen tuông hết á. Chơi với bạn thân thôi, trong nhóm bạn thân với bạn trai thôi mà cũng không có chịu nữa. Cho nên em thấy không hợp nên em chia tay. Dạ. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì anh này ngược lại cái anh kia, già dặn gia trưởng, quan tâm quá nhiều. Đi đâu làm gì là lợi nhà rước, xong đi đó đợi, xong là tới giờ đó. Ủa anh nó rảnh quá vậy, anh không có đi làm gì hết trơn hả? Dạ anh có đi làm, nhưng mà ví dụ như cái giờ, ví dụ em đi học á, em đi thi cái gì đó là đợi em, là chở em về, không có thời gian em giao lưu với ai nữa hết. Cái thương em mà ta mới vậy. Không, bây giờ kiếm cái người giống vậy là cũng hiếm lắm á. Nhưng mà em bị thay đổi cái tính chất của em đi. Em không có được cái tự do của em. Ví dụ như là mọi người đó thích em mặc cái gì đó là cứ theo cái ý thích của ảnh thôi. Mà em mặc vô thì em thấy không có thoải mái hay là anh mua quần áo tặng em mà tặng. Dạ. Theo cái ý của ảnh chứ không thì theo cái ý của mình. Dạ. Nói chung là sở thích của mình thì lại không được quan tâm, chỉ theo cái ý của ảnh thôi. Rồi cuối cùng chia tay. Dạ chia tay. Nói phụ nữ cũng khó lắm, thấy không? Dạ, không quan tâm cũng không được. Dạ. Mà quan tâm nhiều quá đó cũng không được. Dạ. Thì bây giờ cổ muốn nếu mà qua nghe hai mối tình thì mình đúc kết lại là cô ấy muốn quan tâm nhưng mà phải quan tâm theo cái ý của cổ. Dạ. Chứ mình quan tâm đúng theo mức, ý mình đúng là mức. Không được. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em muốn một người bạn gái đó là vui vẻ, hòa đồng, cởi mở, mạnh mẽ, tự tin và có sống tự lập. Nãy giờ thấy là bên đây có đủ rồi đó. Dạ. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Sạch em thì không phải là quá sạch nhưng mà gọi là cũng khá sạch và gọn gàng. Dạ, ngoài hình thì em muốn người đó cao tầm khoảng 1m55 trở lên ạ. Nặng thì tầm khoảng 100kg. Gì? Dạ chưa chị, 100kg chia đôi đó. Trời, hết hồn chứ. Dạ. Em thích mọi người như thế nào? Men lì chút. Men, anh này men. Đẹp trai, rắn chắc, khỏe mạnh. Dạ, trung tình. Cái đó thì em phải kiểm tra chứ chị không biết. Quan tâm một chút nhưng mà đừng quan tâm quá. Nói chung là fit của hai cái rồi. Bạn trai cũ. Cô cũng khó tính lắm nè, 36 tuổi rồi nha. Dạ, em 34. À, 34 rồi, anh này 36. 34 là tuổi gì em? À, coi tuổi nữa, tôi nói không có coi tuổi. Không. Tuổi gì? Em là sinh năm 85 nhưng mà tuổi em là tuổi Tý. Tuổi Tý là đầu năm. Tuổi Tý thì được, chứ anh tưởng tuổi Sửu là... Em tuổi Tuất. Tý Tuất đâu có gì đâu. Dạ. Không có kỳ, không có kỳ gì hết trơn á. Được, hợp. Chó chuột trong nhà nhiều lắm, chơi chung nhau được mà. Em thích mẫu đàn ông mà biết hát hò hay là gì đó. Em hát không có hay nhưng mà em dễ siêu lòng những bạn mà bạn nam có cái tài năng như vậy. Biết hát hò gì không? Không đam mê lắm nhưng mà nếu hát thì em vẫn hát được. Điểm mạnh của em là em biết chơi nhiều cái môn thể thao thôi. Chơi môn gì? Dạ trong đó bóng đá, bóng chuyền, nói chung là rất nhiều món. Nhưng mà em biết chơi bình thường nhưng mà có một cái món em chơi rất là giỏi, đó là bắn súng á. Bắn súng? Bắn súng? Dạ. Bắn cái gì? Em hồi xưa em đi bên chỗ dân quân tự vệ á, thì cứ hàng năm là bên huyện về tổ chức cho mình bắn đạn thật để mình thử đó. Thì qua hai lần em bắn thì em đạt cái số điểm là rất cao, vượt quá chỉ tiêu của bên đưa ra. Chừng là anh này có rất là khỏe, rất là chắc, rất là men đó. Hai người có đem hình theo không? Coi
Tao đưa đưa hình em chị coi coi. Trời ơi, hình gì nuôi người làm sao mà người ta tìm ra. Trời ơi, tôi ngồi nhìn vậy mà tôi còn tìm chưa ra nữa nè. Vậy mà em tìm ra được là mới hay đó chị, khi đó mới coi duyên. Này em tìm đi, có hai sự lựa chọn cho em thôi em à. Đúng mới hay á. Chị ngồi đây chị còn nhìn chưa ra ai là cổ luôn á. Giờ nhìn không ra luôn cái nào mà. Chẳng lẽ là đây à? Cho ảnh vài gợi ý đi em. Em là người trung tâm của hình. Trung tâm hay cười hình. Hay cười. À em hay cười. Trung tâm của hình thì em đang gặm cái bánh mì. So sánh giữa mấy tấm hình nha. Yeah. Bên này dễ ẹt có hai người à mà còn suy nghĩ lâu quá vậy. Cảm nhận rồi mình thích anh nào mình chỉ đại anh đó đi chứ bây giờ khó lắm. Rồi chưa nhanh. Ủa, nhanh đâu. Nếu mà về cười thì chắc em tròn tấm này cũng cười đi. Cô này đúng không? Dạ. Cô này. Ủa cô này trong tấm này là cô nào? Mày thì em... Cổ phải có hết trong tất cả các tấm này. Bởi vì cái ông này không dạ, có sâu sắc. Chọn cô này. Cô này rồi vô tấm này là cô nào? Vô cô này. Phải không? Sao nó rất quốc vậy? Hay cười thì chỉ có cô này hay cười. Cô này cười, cô này cũng cười. Thì cô này không đeo mắt kiến. Bên này không đeo mắt kiến. Thì cô này lên cũng đâu phải cô nào đâu. Cô này. Thì cô này với cô này đều tóc ngắn giống nhau mà. Cũng hay sao cười. Sao tóc dài mà đi chọn cô tóc dạ, ngắn? Dạ không phải em chọn tóc ngắn mà em nghe nói vậy cho nên em... Cô này thì lấy cô nào? Thôi em chọn cô này đi. Cô này phải không? Chắc chưa? Để tôi coi. Cô này. Cô này trong hình này là cô nào? Coi tấm khác thì xem tấm sao. Khác, tấm khác thì xem sao. Xem 3 tấm mới biết được. Cô này là cô nào? Em dễ chọn. Rất là vất vả. Gì đâu vất vả. Thôi mệt quá hết thời gian. Dạ, dạ, dạ. Thôi, giờ em chọn cô này. Cô này lên cô này. Rồi, chốt đi nha. Khỏi nói nhiều. Rồi, em chọn chưa? Chọn chưa? Em nghĩ là anh này. Mà chắc em nghĩ là anh này. Không, một cái anh một thôi. Giờ anh nào, em thích anh nào? Em này đi. Anh này đúng không? Rồi, bây giờ các bạn hãy nhìn hình và hãy kiểm tra. Xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng dung nhan của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra, kiểm tra lại xem là sự lựa chọn của mình có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi. Không quà thì tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng tặng lại. Cảm ơn em ạ. Sao? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng rồi mà đúng. Hình đây. Đúng tầm bay tầm bạ thì hỏi cổ coi. Chọn em hình này mà nói đúng nè. Dạ không. Thật sự anh nhìn em anh nhìn em ở ngoài xinh đẹp hơn trong nhiều cho nên anh cũng không tưởng tượng. Vậy thì cô này thôi. Đúng rồi. Tại vì cô này là qua tấm hình này là cô này nè. À thì em có chị cô này lên cô này rồi chị không chịu quẻ. Em chị cô này lên cô này mà sai. Dạ, cô sai. Này là lên cô này. Thì em chọn một cô là được rồi. Nhưng mà em chọn sai rồi. Em thì có một hình thì bạn gái bên kia dễ chọn hơn. Em chọn anh đúng không em? Giờ nhìn hình nó là nhìn ngoài em cũng không giống. Nhưng mà chắc là anh áo vest. Thì là em chọn đúng. Thì, được rồi, hình ảnh bỏ qua một bên đi. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức một cái món ăn trưa mà chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn. Món mì Ý Spaghetti nha. Rồi bây giờ Tường chào hai bạn nha. Tâm sự chào với chị. Nhau dạ. Vài phút nữa Tường quay lại. Em cảm ơn chị. Anh chào em. Dạ. Em nhìn thấy anh sao ạ? Khác trong hình chút. Anh thấy em rất xinh, thật sự anh có ấn tượng về em. Dạ. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở Đắk Lắk em, nhưng mà thỉnh thoảng anh còn vào Sài Gòn làm. Vậy là bây giờ anh ở Đắk Lắk, anh không ở Sài Gòn. Khi nào bố mẹ ngoài mà có việc á, thì anh phải về phụ cho bố mẹ. Khi mà hết việc thì anh lại vào Sài Gòn để làm phụ thêm em. Anh làm ở bên chỗ xây dựng, bên chỗ phân xác á, mình đi làm mái rồi đó. Vậy nếu mà gặp em thì anh sẽ làm sao? Nếu mà gặp em hẹn hò thì anh sẽ sắp xếp công việc. Ví dụ ngoài đó là anh làm tầm trong vòng nửa tháng hoặc là bao nhiêu đấy là xong thôi thì anh lại vào đây làm. Nhưng mà anh có hay vô Sài Gòn không? Có, hầu như anh ở Sài Gòn là nhiều hơn ở Đắk Lắk em. Chỉ có những cái mùa mà thu hoạch thì anh về phụ giúp bố mẹ. Bình thường thì anh kêu người làm xong việc là anh lại đi. Rồi hiện tại em ở với ai em? Em ở với lại gia đình. Vậy là nếu mà cưới nhau là em ở đây đúng không? Đúng rồi. Quan điểm của anh là bây giờ cái thời đại này thì không kể lại dâu hay rể cả. Thì anh nghĩ rằng nếu mà cái công việc của em đang ổn định, nó có cái sự nghiệp ổn định, nếu mà cảm thấy lo lắng cho gia đình được thì anh còn đồng ý, thì có anh mà cố gắng làm thêm công việc của anh. Nhưng mà anh chịu lên thành phố nữa thì anh cũng sắp xếp lên ở với em cũng được, thì anh sẽ kiếm công việc của anh, nhưng mà quan trọng em
có ngại về công việc của anh, ví dụ em là bên ngành giáo viên em thích công chức này kia, anh lao động thì em phù hợp với em không? Tùy theo anh như thế nào nữa, công việc nếu mà chịu khó lao động thì nó khác. Nói về công việc thì anh là một người rất là đam mê công việc phát triển kinh tế. Mà đặc biệt của anh, điểm mạnh của anh đó là anh là một người rất quý trọng tình yêu với gia đình. Nếu mà hợp thì anh có thể công việc đấy anh để lại cho anh em ở cùng bố mẹ giúp anh vào đấy thì cũng được. Anh hỏi em về cái quan niệm yêu và sau này mà tiến đến hôn nhân thì theo anh em nghĩ thế nào là để có một cái gia đình nó trọn vẹn và hạnh phúc? Mình phải làm sao cho nó được hoàn hảo hơn. Có những cái mà mình cảm thấy là nó chưa tốt thì mình nên góp ý. Và cái sự góp ý đó mình phải lắng nghe. Chứ mình không phải là vì cái tôi của mình quá cao rồi mình sẽ... Anh là người luôn luôn biết lắng nghe và những cái gì đúng thì anh sẽ chấp nhận. Mà mình muốn đi đến một cái hướng gọi là hạnh phúc thì anh... Sao rồi? Tâm sự được nhiều chưa? Dạ thì cũng mấy ít ít chị ơi, muốn nhiều hơn nữa. Thực sự rất vui là khi được ăn cùng với em. Thì anh hy vọng sau cái chương trình này và mãi mãi sau này hai đứa mình định bữa ăn lúc nào cũng được, ăn cùng với nhau. Giờ chị Tường sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn ha. Bây giờ trên tay của Tường là có một cái sắp bài như thế này, trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Dạ. Mình bóc cái lá bài đó lên. Dạ. Thì mình có quyền yêu cầu đối phương hoặc là bản thân mình sẽ thực hiện cái yêu cầu trong này. Ai muốn bóc trước? Em nhường bạn gái chưa? Nhường bạn gái chưa? Đọc lớn lên em. Bạn hãy nắm tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Dạ, cái này thì... Tại vì chương trình bắt em nắm. Nếu mà không bắt thì em không nắm à? Dạ, cũng có chứ. Cho ta lạnh hết. Anh lạnh, anh đang hồi hộp. Dạ. Anh thì thấy em ấm áp, anh ước gì cái sự ấm áp này nó mãi mãi sự ấm trái tim của anh à? Ông này nói chuyện ghê thiệt luôn á, tôi tưởng đâu chân làm giường á. Tại phiền em. Em hôm nay em chọn cái lá bài màu gì ta? Đỏ. Đỏ hồng. Anh cũng theo em tại vì anh luôn luôn đi theo một cái hướng với người mình thích. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Là anh á. Em. Ủa là anh chứ. Em á, hồi nãy cổ nắm tay em đúng không? Cổ đọc rồi cổ tự làm đúng không? Cổ đọc là cổ tự làm cho em. Thì bây giờ em tự đọc em tự làm lại. Cái này cũng khó đấy, tự nhiên. Khó, tao phải kêu làm, làm nhanh đi. Tới dèm được. Cười là cười ra được. Cười là được thôi. Chứ bây giờ thật sự cái đấy mà nam phải làm để người khác cười nó khó hơn nữ. Hôm nay tôi nghĩ là cũng đã cho hai bạn khá nhiều thời gian để tâm sự rồi. Bây giờ là đến lúc quan trọng nhất, chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Ví dụ em với bạn này mà đến được với nhau, sau này cái gì em có thể làm được. Bây giờ em xin hát một bài Là Nhớ Người Yêu đi. Rồi, mời em. Có nghĩa là hôm nay trở về là chắc chắn em sẽ nhớ bạn này rồi đó. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều mình gặp nhau đây mà sao đêm nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em chiếm cả đời anh. Rất là hay, khiêm tốn thôi, giọng rất là trầm ấm. Này chắc là chắc vừa trồng cà phê vừa ngồi hát cà phê nghe không? Dạ, chắc có vậy chị, đi làm mình buồn buồn cũng hát với ông nào vậy chị. Rồi, ok, bây giờ thì hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi ạ. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em không bấm? Em có bấm á. Có bấm hả? Bấm xong kêu bấm lại, để tay vô lại giùm chị đi. Bạn gái yếu quá, làm bạn trai hốn hồn. Dạ, làm em hết hồn. Nếu như lúc nãy cô ấy không bấm thì em nghĩ thì em nghĩ đó là cái duyên của mình nó chưa đến được với nhau thì cũng có thể là làm bạn với nhau. Thì tưởng là tôi nghĩ cô không bấm á, tại vì cái khoảng cách địa lý xa lắm. Dạ, em hiểu công việc của cô. Dạ, em nghĩ như vậy. Phải thăm hỏi thường xuyên, đều đặn. Cái đó thì em ok rồi. Có cơ hội là phải cố gắng xuống thăm cổ và rút ngắn cái thời gian yêu nhau lại để chúng ta có thể về chung một nhà. Cố gắng lên nhé. Hôm nay là cái duyên dành cho hai bạn. Con đường phía trước của hai bạn còn xa lắm. Hãy cố gắng vun đắp, ươm mầm cho cái tình yêu của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn về một phía. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Cho anh nắm tay em nhé. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm nay
em nha. Rất là dễ thương quý vị. Cặp đôi của ngày hôm nay đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chị Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212/9 tháng. Nào bây giờ chuyện nào về quê? Chắc em phải ở lại đi chơi coi phim nha. Đúng rồi. Dạ. Chúc mừng hai bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn trong rạp phim Cinebox. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên xem và nhấn subscribe quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy nhớ đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Trong một mối quan hệ, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai, thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá Trương Phi hay là sao? Dạ, nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ của Việt Nam. Cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn nó thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, để vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thêm đi về đi. Trong tập này, hãy cùng chúng tôi điểm lại những cô gái duyên dáng, tài năng đã từng xuất hiện trong ghép đôi thần tốc. Bên cạnh những chàng trai tài giỏi, năng động đang đi tìm tình yêu là những cô gái cũng xinh đẹp, độc lập không kém, nhưng tình duyên chưa gõ cửa. Em là một người khá là độc lập, tự chủ, em nấu ăn cũng tốt, em ưa thích công việc làm từ thiện ạ. Bà Nga ơi, con trai mà mê game là con gái không có thích thì em có đồng suy nghĩ với chị không? Em ưa thích một chàng trai vận động một chút, sport một chút, thể thao một chút, di chuyển nhiều hơn, vận động nhiều hơn sẽ làm cho anh ấy khỏe hơn. Anh ấy khỏe hơn thì bản thân anh ấy là người đầu tiên được hưởng lợi từ sức khỏe, sau đó thì sẽ là vợ con và cha mẹ. Vì anh ấy có khỏe thì anh ấy muốn... Đợi chị chút, đợi chị chút. À, sao chị gì đi bệnh vậy? Tôi làm theo lời bạn gái yêu cầu là phải có thể thao. Tôi coi có con chuột không hết. Trời ơi, chị đang trau chuốt cho bên đàn trai hả? Tại lý do vì sao? Vì cớ làm sao mà tới bây giờ vẫn độc thân vô tính vậy? Tại vì em tập trung cho công việc hơi nhiều quá, môi trường của em cũng không tiếp xúc nhiều với nam giới. Có tiếp xúc một chút thì các anh ấy lại thuộc tiếp là muốn gom nông sản sạch. Muốn gom nông sản sạch. Nhưng tất nhiên là em không trong top đó nên là em vẫn F3 đến bây giờ ạ. Nhiều khi đến với chàng trai này sẽ chỉ em chơi game, hai đứa cùng chồng chí. Bye. Nếu được thì em sẽ hướng anh ấy chơi thể thao ạ. Ok. Đúng rồi đó. Dạ, anh em... bên cạnh ơi, em thích chơi boxing đó. Anh có thể làm bao cát được không ạ? Cẩn thận nha. Sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Anh có thể làm bao cát cho em được không? Một lời tỏ tình dễ thương chăng? Đường ơi. Ơi, bây giờ chưa tới... Trời ơi, người ta nghe boxing bên đây người ta sợ rồi. Có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là: em có người yêu rồi, bác vẫn ế. Em kết hôn rồi, bác vẫn ế. Em có bầu rồi, bác vẫn ế. Bi chuẩn bị lấy vợ rồi, bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ. Đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn ế. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Thế bạn nữ nè, nãy giờ cười quay. Bây giờ em nói đi, đừng cười nữa. Biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ, vậy. em biết em đẹp. Thiệt hay vậy, sợ đáo để rồi. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai, thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá Trương Phi hay là sao? Dạ, nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ của Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người ta có quyền. Được.
mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ếm phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu, nhưng thật ra em ế, thật ra em ế. Em nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa sai một cái là ngon nha, nhà trai coi chừng lép vế nha, phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình vắt vai rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3, thì bạn đó ở chung quê với em luôn, và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm? Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Trời ơi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khốn luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. À, rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Ê mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có, em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó. Trời đất ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Rồi quýnh đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Hú hồn, chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời, cho một cuộc đấu võ tự nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Và cuộc tình thứ hai? Đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình. Nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy. Nên thành ra là không có hợp. À dạ. Bạn trai bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy? Hồi nãy lí 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 mà. Tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng gia sắc không? Dạ không có đồng mình đồng gia sắc. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ chứ. Em là người chuyên đi đầu. Tiếp theo, không thể không nhắc đến những cô nàng dễ thương nhưng tình duyên lận đận. Em chở qua ba mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mà ta ba mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Trời ơi, mối tình thơ không à? Dạ, mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi, chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng? Rồi sao, cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người. Thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng. 3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục, còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Hello. Thật ra thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ được lên viral như vậy đâu. Chỉ vì một con ốc. Mọi người hay chọc ghẹo nói là cặp đôi con ốc á. Sau chương trình thì cũng không có gì thay đổi nhiều hết, trừ những cái biệt danh mới cho mình như là Tiểu Long Nữ hoặc là Cẩm Vân Ù Ù. Thì mình và hai anh cũng không có giữ liên lạc gì với nhau hết. Tại vì ai cũng có công việc riêng của mình, cũng có việc bận riêng. Mình thì cũng khá bận trong công việc á, cho nên là cũng không có thời gian nhiều để mà nói chuyện tìm hiểu. Với lại cái anh mình được ghép đôi là anh Thoại. Anh Thoại thì nhìn bề ngoài rất là dễ thương, cười rất là dễ thương luôn, cũng khá là hút hồn. Anh thì khá là lạnh lùng boy đó, và ít nói, cũng hơi hơi giống với lại mẫu người của mình, chỉ là hơi hơi thôi nha, cũng hơi hơi thôi.
Vì là mình biết anh cũng là bộ đội, sống trong khuôn khổ nề nếp kỷ luật của quân đội á, cho nên là anh cũng sẽ có một phần nào đó là con người khô khan, và đặc biệt nhất là chân thật quá mức. Đâm ra là mình cũng hiểu cho anh một phần nào đó. Trong cái thời gian mà mình cũng có tìm hiểu với lại anh Tường thì mình cảm thấy là mình với anh cũng không có hợp cho lắm, cũng khác về những điểm á, cho nên là mình với anh cũng không còn liên lạc gì nhiều với nhau nữa. Cũng có nhiều chàng trai inbox nhưng mà mình cũng chỉ giao lưu nói chuyện ở cái mức độ là bạn bè thôi. Hiện tại thì mình cũng chưa có nhu cầu để mà tìm một người nào đó đâu, vì mình cũng đang tập trung vào công việc á. Với lại á, mình cũng nghe mọi người hay nói cái câu là cứ người im đi rồi tình yêu nó sẽ tới, cho nên là bây giờ mình cũng sẽ thử người im để coi thử là có ai vấp ngã vô mình hay không. Thì như mình cũng đã nói là mình, mẫu người của mình thì cũng không có gì là cao siêu lắm đâu, chỉ cần quan tâm mình nè, hiểu được công việc của mình, hiểu qua hiểu lại cho nhau, thấu hiểu, chân thành nè, rồi lạnh lùng ít nói, ấm áp với mình là được. Em thì có 3 mối tình ạ. Wow. Hầu như thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi chứ nó cũng không có kéo dài. Mối tình thứ nhất thì đó là học cấp 3. Còn đối với người thứ hai thì bạn đó đang quen bạn khác và bạn đó tìm để mà quen em. Thì em vô tình là bắt cá hai tay, người thứ ba ở trong cuộc tình của họ. Lúc đó em xử lý sao? Em nghĩ là mình nên kết thúc thôi. Rồi. Chứ em không bắt cho người đó phải lựa chọn là em hay là người yêu. Em nghĩ em cũng là người đến sau người kia thôi. Em chào chị. Tiếp đi em. Mối tình thứ ba thì bạn đấy lại nhỏ hơn em 1 tuổi. Là em làm về sự kiện cuối. Thì cái dịp như là cuối năm ấy thì em khá là bận, em phải đi tỉnh nhiều, xong rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Thì trong cái thời gian đó thì bạn đó có tìm đến một người khác. Gì hoài vậy? Là cũng có người thứ ba nữa? Em phát hiện ra luôn. Em vô tình xem điện thoại. Em cũng không phải là lúc nào cũng phải kiểm tra hay như thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng mình vô. Cứ thỉnh thoảng vô là dính. Dạ đúng. Đàn ông người nào cũng vậy em ơi. Đạt nó cũng vậy đó em thấy không? Không có, em không có luôn. Tại giả không kiểm tra chứ kiểm tra cũng lòi ra. Có, điện thoại em không giờ đem túi luôn thì. Bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 6-7 tháng. Quên hẳn chưa? Chứ bị mấy cú đó đau lắm à. Mình sống thì mình phải luôn hướng về việc trước thôi. Mình có phải khóc rơi nước mắt vì những mối tình đó không? Một buổi thôi chị. Là cũng có khóc cho nó thỏa mãn không? Xả ra hết là bỏ đúng không? Mình là tích cực hướng về tương lai. Được, tôi thích cô này. Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhìn nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vế và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Em nhớ là có một lần thì em hẹn trước đó là hẹn bạn đó đi chơi và để tặng quà cho bạn đó luôn. Nhưng mà hôm đi học ra thì cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn nó thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, đã vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thôi em đi về đi. Em bị chơi với luôn á, tại vì từ trước tới giờ không ai làm như vậy với em cả. Em rất là tối kỵ trong cái việc là bị nạt ở ngoài đường như vậy, có người chứng kiến quay lại, xong rồi năn nỉ bạn nó nhận quà rồi để lên yên xe, rồi sau đó em mới nói là em đi về. Mà về thì em lại tiếp tục nhắn tin hỏi bạn đó coi là có mở quà em chưa. Sau này thì mới chia tay, là lúc đó em cũng hơi mệt rồi em mới nói là em đi ngủ. Không hiểu sao xui xui thì cái điện thoại nó rớt đụng cái vô mặt em. Em cầm lên thì em cầm ngay cái nút video call, tại vì trước đó là bạn nó nói với em á là bạn nó cũng đi ngủ luôn, bạn nó cũng buồn ngủ. Cầm lên thì không hiểu sao bạn nó chấp nhận cuộc gọi á, thì em thấy là đang quay cái bàn nhậu. Dạ. Gian dối ra bàn nhậu ngồi nhậu. Dạ. Mà không rủ em nhậu. Đúng rồi anh. Nhưng mà cái thằng cũng buồn. Buồn. Chia tay. Mình với nhậu. Rồi mình còn mối tình nào ấn tượng hơn nữa không em? Một mối tình ấn tượng thì chắc là mối tình đơn phương. Em có tỏ tình cho người ta biết không? Dạ có. Anh đó không có đồng ý nhưng mà anh đó lại giữ một thái độ rất là dễ thương với em. Em tỏ tình thì hình như là em say ở trong ký túc xá với bạn bè, xong rồi lúc đó có cái thời mà Big Daddy với Emily á, là có cái bài mượn rượu tỏ tình. Là em mới gọi điện thì em mới alo anh ơi em mượn rượu tỏ tình anh nghe, em hát nguyên bài xong rồi anh gì là thôi em ngủ nha, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Rồi hát lại cái bài hát lúc tỏ tình cho chị nghe coi. Hát đi, thử đi nè. Rồi nè. Em không nhớ khúc đầu á, từ em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào, hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày,
coi như chưa nghe thấy cạnh ly vậy. U u u em nhớ tới đó thôi ạ. Và cuối cùng là mình mê cái anh đó tới khi nào mới hết mê? Dạ bị nữ mê muội á chị. 2 năm. 2 năm. Và còn rất nhiều cô nàng với những năng lực đặc biệt trong tình yêu. Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả? Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời. Nguyên. Bạn nữ chưa từng rung động với ai. Còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Dạ. Ví dụ em rung động là kiểu người, em yêu đơn cái phương mẫu người mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì, cái gì, cái gì? Sao? Cái gì? Thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển qua một giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái, em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn. Trời dạ. Em ơi giới tính em rõ ràng không em? Dạ rõ ràng 100%. Hả? Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ của tôi ngày nay quá. Hoang mang thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm. Cứ để mấy cây son, tất mấy cây son hoài. Của bạn gái nên bạn gái cứ ra cái lộn chia tay. Tính lấy về đánh hay sao vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà. Chi tiết này hay á, chi tiết này hay. Trời ơi, trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng 3-4. Thì em thấy cũng 3-4. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi, nhất quá tam ba bận không? Bả 3-4 người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Đúng hơi sợ sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào, anh đó, bơ đơ. Trời ơi. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè. Là em yêu, nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không. Em chỉ thích thôi à. Mà em có thể hiện ra bên ngoài, mấy anh nó có biết là em dạ, thích không? Không biết luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra người ta không ao luôn. Người ta không ao luôn. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời, cả một dừa muối á. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạt ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạt nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng. Ủa mà nó nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm. Trời ghê. Tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn. Tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Thấy ổn không? Không. Thì để hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? 1 năm. Nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á. Em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba. Là cũng gần đây. Nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả? Nữa hả? Sao cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy? Tình đơn phương hoài luôn á. Đôi khi thấy anh cười vui lòng em sao xuyên. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Thường là em phải gánh luôn á. Dạ em bỏ đầy 2 đòn gánh luôn á. Rất nhiều hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ. Hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng nghe em nghe dạ. Kể. Nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình á, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tủi thân. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm, yêu thương rất là nhiều. Nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Nói em là gì? Là do em... Cái gì cũng lo hết. Dạ đúng rồi. Rồi xong đổi thừa người ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ, cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi. Mình nghĩ là mình phải tiết chế lại. Nhưng mà sau đó em bị phản bội. Đó kéo dài được bao nhiêu năm? Dạ 1 năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời.
Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào người đó rất là may mắn á, chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, à, rửa chén thôi, còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Em là người có nhiều người theo đuổi, nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng và lúc mình vui vẻ hạnh phúc để trả với người đầu yêu. Người yêu. Nãy giờ tôi nghe tâm lý cuối cùng là không có tình nào chưa? Dạ, mối tình của em hả? Em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao? Em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á, cho em ghen á. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em á, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp. Này. Nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mọi người chị còn này mới giới thiệu. Chưa có yêu ai hết á, có bồ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi. Chứ còn yêu người ta ghen thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Ừ. Có ai yêu mình nhường bạn trai mình cho người khác. Thiệt, bởi bây giờ cô chưa có yêu nha. Cuối cùng phải kể đến những cô nàng tài năng và cá tính. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em xinh tươi, đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên đôi vai em buông chân. Cho anh mơ mộng, anh muốn được cùng em về miền biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên phố, em ngẩn ngơ em thẫn thờ như ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào cho em quên đi tất cả, em muốn được cùng anh về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhộn nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Anh hỡi anh, khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang.
Chiều hôm nay mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây, em vẫn mong phố đông người xanh bước bên cạnh. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em, ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai, mãi yêu mình ai. Và tất nhiên, để có được sự thành công của các cặp đôi, không thể không kể đến dàn người nhà siêu ấn tượng của đàn gái. Em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận á Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà ơi chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. Nên khó lắm. Dạ. Gặp đâu thấy vi trùng. Gặp đâu thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc ở miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh, mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là anh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời. Rồi. Luôn rồi kìa. Dạ em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, chị khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Nhói lòng em Đạt? Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự giới mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao trả lời em? Không sao, anh sẽ là một chỗ để em chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi, Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn, nên tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét thôi. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được là được chỗ nào con? Con thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè. Vui tính nữa. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con nói con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ừ. Chú có nói ăn giỏi không? Chú nói ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không dạ? Biết, nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm.
Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con cụ thể luôn? Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi. Con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. À, xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh. Khánh. Đây cũng là những chị ở trong công ty của rồi, chị Khánh. Xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy thì anh có nói là anh ở Bến Bình Đông. Anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc. Thì cũng thật là trùng hợp, chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm. Cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim em cảm. Mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống rượu mạnh mẽ nha. Trà sữa rồi. Rồi nha. Được.